các bạn. Hôm nay Khải sẽ cho Sam và Sơ đi mua trái cây các bạn. Sam thích lựa chọn trái cây mà Sam thích ăn nhất để Sam mua các bạn nhé. Hôm nay Khải sẽ đội mũ bảo hiểm để Sam và Sơ cùng đi nha. Ôi, giỏi chưa? Đẹp trai, Sam boy đẹp trai. À Sơ nào. À Sơ ơi, à Sơ. Rồi. Sam lấy tiền, Sam lấy tiền kìa. Sam lấy tiền để đi nhá. Bắt đây, bắt đây. Ui giỏi quá. Bắt đây, bắt đây. Tiền đây rồi, đây Sam lấy tiền đây các bạn. Sam đã lấy tiền để đi lấy tiền. Giỏi quá. Ôi giời ơi, thông minh quá. Rồi các bạn, bây giờ Khải sẽ cho các bé đi đây. Một trái cây nhá. Ừ. Chơi rất là nhiều rồi các bạn. Sơ chắc là rất là vui vì hôm nay được đi mua trái cây đấy. Ôi đi nha, đi nha. Rồi. Quá sao biết được cởi mũ rồi. À, trái cây nào, cho cái túi nào. Xin bà chủ quán cái túi nào. Dạ. Trái cây cho mấy bé ít quả nhãn. Nào. Quá. Wow. Giỏi quá. Tiếp tục đi. Sao? Bắt đây. Tiếp đấy. Lấy tiếp vào đây. Sam. Đây đây để giả tiền nào. Rồi, sao ơi sao? Đây giả tiền. Bác xin tiền nhá bác. Nhà bác mua hả? Giỏi chưa? Trời ơi. Bác quả này thì hay cho bác cái quả này đó. Để biết cho ta sao xem. Lên. Đây, bác tính tiền đi bác. Ăn với cháu nữa. Không, cho 12 ngày 20 nghìn. Sam thích chưa? Sam được bà chủ thưởng cho trái cây ăn đấy các bạn. Sam thông minh được thưởng nhiều. Nhiều. Một đĩa quà mà đính được hết thì. Đấy, hết luôn đấy. Đây này, giỏi không? Cô ca thấy giỏi không? Cô ca thấy giỏi không? Cô ca ơi! Cô ca ơi! Dính ra quà Thịnh Long mà dính được một
chén. Sam chọn trái cây xong, Sam rất thân thiện với bà chủ ấy. Thân thiện để xin ăn đấy. Sam là quen để Sam được ăn đấy. Bà chủ thưởng cho rất là nhiều trái cây xong. Sam rất là thân thiện. Khỉ, con khỉ. Đấy, đây các bạn. Cho các bé về thôi. Một chấn rồi chưa? Sam à, xa. Thôi được rồi, nhiều quá bác ơi. Được, đấy này. Ôi đây. Chán quá ngồi này. Thế thì học chết. Nào lên trên ngồi ăn. Thôi biết chồng biết chồng. Đẹp không? Thảm à. Anh đẹp không? Cái áo đỏ cái ngon nha. Bác mình mua cái nào bác? Ôi lên nó xấu này nè. Đi lên nó xấu. Thôi được rồi ạ. Rồi xin chào bà chủ nhé, cảm ơn bà chủ rất nhiều nhé, bye bye.